Xin chào tất cả mọi người. Mình là Thơm ở Mai Châu, Hòa Bình. Nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái sâm cau. Sâm cau đây là hay còn gọi là sâm tiên ma mọi người ạ. Mọi người hay bán ở chợ phiên Mai Châu, mọi người hay bán cái sâm cau đỏ ấy. Thực chất là sâm cau nó chỉ có một loại thôi. Một loại hoa vàng như này thôi gọi là sâm tiên ma, sâm cau. Còn cái sâm cau đỏ mà bán ở chợ phiên Mai Châu là rễ cây bồng bồng ạ. Rễ cây bồng bồng thì nó chỉ là thuốc tiêu khát thôi ạ. Còn cái sâm tiên mao thì sâm hay là còn gọi là sâm cau này thì mới bổ thận tráng dương mọi người nhé. Thật ra thì đợt trước mình cũng bán sâm cau đỏ, nhưng mà từ khi mình đi học cái lớp nhận biết cây thuốc với tiến sĩ Ngô Đức Phương ấy ạ, thì mình mới nhận thấy là vì cái đồng tiền á nên là người ta thay đổi cách gọi đi để nó dễ bán, nhưng mà người mua phải sáng suốt nhé, bởi vì